thưa quý vị Hồi 10 giờ hôm nay ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Bắc, cách Thanh Hóa khoảng 700 km, cách Nghệ An khoảng 710 km, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km. Sức gió mạnh nhất dù gần tâm bão mạnh cấp 11, 100 đến 120 km trên giờ, giờ cấp 14. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km, đi vào vùng biển phía Nam dịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 10 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 106,2 độ Kinh Đồng trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất dùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km h giờ, giờ, cấp 10. Ngày hôm nay 13 tháng 10, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Trở lại với tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đại khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh. Ngày mai trời có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh là từ 29 đến 31 độ và thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ. Độ ẩm trung bình từ 85 đến 95%, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước tại một số trạm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, ngày mai 14 tháng 10, ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước tiếp tục lên do mưa tại chỗ, nước lũ đổ về. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,17m, tại trạm Tân Hưng là 1,90m, riêng trạm Vĩnh Hưng, mực nước được dự báo là 2,14m, ở trạm khương Điền B là 2,37m và 1,67m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại đối với khu vực phía nam mực nước ở đây dao động theo triều trong ngày có khả lượng xuất hiện đỉnh triều trong thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ và 22 giờ đến 0 giờ theo đó tại trạm Tân An dự báo mực nước ngày mai là 1,04m và 1,05 là mực nước được dự báo ở trạm Bến Lức đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ thưa quý vị theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An trong 24 giờ tới Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng chính của gió mùa Tây Nam, cường độ trung bình đến mạnh. Giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, nối giới cơn bão số 8, di chuyển hướng Tây vào dịnh Bắc Bộ, suy yếu dần về cường độ và tiếp tục di chuyển nhanh về phía đất liền và khả năng sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thanh Quá đến Quảng Bình trong trưa mai. Áp cao lục địa ở phía Bắc có cường độ ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, Khu vực này trời nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Ngày mai trời có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Đến trưa chiều tối mai có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo dông. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 23 cho đến 25 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Trưa chiều tối mai có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo dòng. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 đến 26 độ và cao nhất là từ 29 đến 31 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.